Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế chiều nay của chúng tôi. Hôm nay, tại Điện Kremlin, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga, Tổng thống Vladimir Putin, rằng lực lượng trung tâm dưới sự chỉ huy của Đại tướng Andrei Movichev đã hoàn toàn kiểm soát thị trấn Adiivka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Nơi đây từng là thành trì kiên cố của Ukraine, theo Bộ Quốc phòng Nga. Sau khi giành được Adiivka từ quân đội Ukraine, một khu vực rộng 31,75 km2 được giải phóng. Bộ này cho biết thêm, trong 24 giờ qua, Ukraine mất hơn 1.500 binh sĩ trong khi giao tranh ở Adiivka. Trước hỏa lực dồn dập của quân Nga, lực lượng Ukraine đã bỏ lại vũ khí và thiết bị rời khỏi Adiivka. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, việc giải phóng Adiivka đẩy khu vực tiền tuyến ra khỏi Donetsk và đảm bảo an toàn cho khu vực này trước các cuộc tấn công khủng bố của Kiev. Quân đội Nga đang thực thi các biện pháp để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine trong khu vực, cũng như tiếp tục các hoạt động tấn công để giải phóng Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng quân đội Nga sau khi kiểm soát được thành phố Adiivka. Lực lượng Nga đã thực hiện các cuộc tấn công kéo dài vào Adiivka. Giành chiến thắng ở Adiivka được coi là bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo sự kiểm soát của Nga đối với trung tâm khu vực Donetsk. Trong hệ thống phòng thủ tại Donbass, thành phố Adiivka có vai trò rất quan trọng. Adiivka đóng vai trò như mắt xích trong chuỗi phòng thủ của khu vực phía nam Donetsk cùng với các cứ điểm Marianka và Angleda, để tạo ra chuỗi trận địa liên hoàn ngăn chặn hoàn toàn hướng tiến công về phía Tây của dân quân Donbass trước kia và nay là quân đội Nga. Theo Reuters, ngày 17 tháng 2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có buổi họp báo chung bên lề hội nghị an ninh Munich. Tại đây, bà Harris đã tái khẳng định sự ủng hộ của Washington với Kiev. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine cho tới khi nào còn cần thiết, nhằm đem lại một nền hòa bình ổn định và lâu dài. Sau khi cuộc xung đột kết thúc, chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo rằng Moscow sẽ bồi thường thiệt hại cho Kiev, bà Harris nói. Cùng ngày, ông Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden. Sau cuộc đối thoại, Tổng thống Ukraine tiết lộ rằng ông tin tưởng hoàn toàn vào người đồng cấp Mỹ và hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ đưa ra quyết định sáng suốt. Ủng hộ Kiev là bảo vệ những giá trị dân chủ và tự do. Tôi và ông Biden đã nhất trí giữ liên lạc và thông tin liên tục về tình hình giao tranh khi cuộc xung đột đã kéo dài 2 năm, ông Zelensky nói. Theo Pravda, trong ngày 17 tháng 2, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Shchukin đã thông báo về việc lực lượng nước này rút lui thành công khỏi thành phố Adiivka. Tuy vậy, chỉ huy khu vực Oleksandr Tarnovsky tiết lộ rằng đã có một số binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ trong quá trình rút lui. Đơn vị pháo binh đã thực hiện hơn 400 lần pháo kích để hỗ trợ cuộc rút lui chiến thuật. Chúng tôi đã di chuyển theo một kế hoạch kỹ càng, nhưng ở giai đoạn cuối của chiến dịch, một số binh sĩ đã bị bắt giữ trước sức ép lớn của đối thủ, ông Tarnovsky nói. Một chỉ huy Ukraine khác nói rằng không có báo cáo về một số lượng lớn binh sĩ nước này bị bắt giam, nhưng chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng. Rất khó để nói tất cả mọi người đã rời khỏi Adiivka, chỉ huy này cho biết. Theo TASS, trong ngày 17 tháng 2, tư lệnh lực lượng không quân Ukraine Mykola Oleschuk đã thông báo về việc quân đội nước này bắn hạ hai cường kích Su-34 và một tiêm kích Su-35 của Nga ở mặt trận miền Đông. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ rằng lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn thành công 33 UAV của Ukraine tại các vùng Belgorod, Voronezh, Kursk, Bryansk và Kaluga. Thiếu đạn dược và bị áp đảo về quân số trên chiến trường,
lực lượng Ukraine tuyên bố rút lui khỏi Adiivka vào sáng sớm ngày 17 tháng 2, sau nhiều tháng Nga tấn công dữ dội vào đây. Khả năng cứu mạng người của chúng tôi là nhiệm vụ quan trọng nhất. Ông Zelensky giải thích về động thái rút lui trong lúc phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Munich. Để tránh bị bao vây, chúng tôi quyết định rút về phòng tuyến khác. Điều này không có nghĩa là chúng tôi rút lui vài km và Nga đã chiếm được thứ gì đó. Họ thực ra không chiếm được gì, ông bổ sung. Tuyên bố của ông Zelensky tương tự phát biểu trước đó của tân tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Sikhi. Ông Sikhi nói, quyết định rút các đơn vị của chúng tôi rời khỏi thành phố và chuyển sang phòng thủ trên các tuyến thuận lợi hơn. Tính mạng của quân nhân có giá trị cao nhất. Đây là quyết định quan trọng đầu tiên của ông Sikhi kể từ khi được bổ nhiệm. Binh sĩ Ukraine đang nắm giữ tuyến phòng thủ thứ hai. Tướng Oleksandr Tarnavsky, chỉ huy lực lượng bảo vệ Adiivka cho biết. Ông Tarnavsky nói thêm rằng một số quân nhân Ukraine đã bị bắt sống ở giai đoạn cuối của chiến dịch dưới áp lực từ lực lượng vượt trội của đối phương. Một quân nhân Ukraine được triển khai ở tiền tuyến phía đông nói với AFP rằng việc rút quân là quyết định đúng đắn vì thiếu vũ khí và đạn pháo. Vì nếu không cứu mạng sống của binh lính, chúng tôi sẽ sớm không còn ai để chiến đấu. Nhưng nếu tiếp tục thua, chúng ta sẽ thua trong cuộc xung đột này, ông nói. Adiivka nằm ở Donetsk, nơi từng rơi vào tay phe ly khai thân Nga một thời gian ngắn vào tháng 7 năm 2014, sau đó trở lại dưới quyền kiểm soát của chính quyền Ukraine cho tới ngày 17 tháng 2. Trận đánh Adiivka, các thành phố Donetsk do Nga kiểm soát chưa đầy 10 km về phía Bắc, là một trong những trận đẫm máu nhất trong chiến sự kéo dài 2 năm. Nhiều người so sánh nó với trận Bakhmut từng khiến hàng chục nghìn binh sĩ thiệt mạng. Adiivka có khoảng 30.000 cư dân trước khi chiến sự bùng nổ. Phần lớn thành phố đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn ít hơn 1.000 cư dân, theo chính quyền địa phương. Lực lượng Nga đã phá hủy mọi thứ, san bằng nó. Theo ông Oleksiy, một trung sĩ 50 tuổi ở Donetsk, bạn không thể giữ thành phố khi nó không còn tồn tại, ông nói. Adiivka có giá trị biểu tượng quan trọng. Các chuyên gia nhận định rằng Moscow hy vọng việc giành được thành phố sẽ khiến Ukraine gặp khó khăn hơn khi muốn oanh tạc Donetsk. Nhà phân tích Mykola Bieleskov nói với AFP rằng việc giành được Adiivka sẽ không mang lại lợi ích cho Nga vì các vị trí của Moscow ở thành phố Donetsk vẫn không được an toàn tuyệt đối, ngay cả khi Adiivka trở thành tàn tích. Tôi nghi ngờ rằng Nga, sau những tổn thất đáng kinh ngạc như vậy, có khả năng biến những thành công hạn chế ở quy mô cục bộ thành bước đột phá lớn, ông Bieleskov, Thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Ukraine nói. Để chống lại các đợt tấn công của Nga, quan chức Ukraine đang tăng cường kêu gọi đồng minh viện trợ. Chuyến đi của ông Zelensky tới Munich cũng vì thực hiện mục tiêu này. Tôi không thể tiết lộ cho các bạn số lượng thương vong của chúng tôi, nhưng tại Adiivka chẳng hạn, cứ một người Ukraine chết thì có 7 lính Nga thiệt mạng. Tỷ lệ là như vậy. Ukrainska Pravda dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 17 tháng 2. Tôi không so sánh vì việc mất đi dù chỉ một người từ phía chúng tôi đã là bi kịch. Nhưng các bạn phải hiểu chuyện gì đang xảy ra ở thị trấn nhỏ này, ông nói. Đồng thời, ông Zelensky nói sẵn sàng đưa ông Donald Trump ra thăm tiền tuyến trong bối cảnh Kiev lo ngại viện trợ từ Mỹ sẽ đóng băng nếu cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng. Nếu ông Trump đến, tôi sẵn sàng cùng ông ấy ra tiền tuyến, Tổng thống Ukraine nói. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta đang đối thoại về cách kết thúc chiến sự, chúng ta phải để cho những người ra quyết định thấy được một cuộc xung đột thực sự là thế nào, không phải trên Instagram. Số phận hàng nghìn đô la viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine đang rơi vào vô định khi gói viện trợ quân sự trị giá 60 tỷ đô la đang bị đóng băng ở Quốc hội Mỹ kể từ năm ngoái. Khả năng ông Trump trở lại Nhà Trắng cũng phủ bóng đen lên triển vọng Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Cựu Tổng thống Mỹ từng phản đối việc Tổng thống đương nhiệm Joe Biden hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Vào tháng 12 năm 2023, ông Zelensky từng nói rằng nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump sẽ có tác động rất mạnh mẽ đến diễn biến của xung đột.
Ông Trump cho đến nay vẫn thống trị các cuộc thăm dò dư luận trong cuộc đua giành đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, nhưng đồng thời phải đối mặt với một số bản cáo trạng hình sự. Lực lượng Ukraine ngày 17 tháng 2 tuyên bố rút lực lượng khỏi Avdiivka, thành phố quan trọng ở phía đông bị lực lượng Nga bao vây trong nhiều tháng. Đài BBC dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quyết định này được đưa ra để bảo toàn tính mạng binh sĩ. Cụ thể, phát biểu tại hội nghị an ninh Munich ngày 17 tháng 2, Tổng thống Zelensky nói rằng quyết định rút quân khỏi Avdiivka được đưa ra để cứu mạng sống binh lính. Ông Zelensky nói, để tránh bị bao vây, chúng tôi quyết định rút quân về tuyến khác. Điều này không có nghĩa là chúng tôi bị đẩy lùi vài km và Nga đã chiếm được thứ gì đó. Những diễn biến trên diễn ra sau khi Moscow tăng cường các cuộc tấn công bằng pháo binh và không kích vào khu vực. Cùng ngày 17 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo Moscow đã kiểm soát hoàn toàn Avdiivka. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi đây là một chiến thắng quan trọng. Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã chúc mừng các đơn vị quân đội và chỉ huy của họ về việc kiểm soát được thành phố Avdiivka của Ukraine. Trang web của Điện Kremlin cho biết, ông Putin đã nhận được báo cáo về việc kiểm soát được thành phố này từ Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Theo đài CNN, tầm quan trọng chiến lược của thị trấn Avdiivka thực ra không lớn. Thế nhưng, Avdiivka vẫn đánh dấu thắng lợi lớn nhất của Nga kể từ khi giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut vào năm ngoái và là dấu hiệu cho thấy xung đột dường như đã chuyển sang hướng có lợi cho Nga. Đài BBC đưa tin, hầu như toàn bộ dân số hơn 30.000 người trước xung đột của Avdiivka đã rời đi. Avdiivka gần như bị phá hủy hoàn toàn. Viết trên ứng dụng Telegram ngày 16 tháng 2, chỉ huy lực lượng miền Nam Ukraine Oleksandr Tarnovsky nêu rõ việc rút khỏi Avdiivka về phía tây bắc Donetsk là giải pháp đúng đắn duy nhất. Đồng thời, ông Tarnovsky cho biết một số binh sĩ Ukraine đã bị Nga bắt giữ. Ông Tarnovsky nói rằng Nga tung tất cả lực lượng dự bị vào các đợt tấn công vào Avdiivka và tái triển khai quân từ các khu vực khác. Chỉ huy Tarnovsky cho biết thêm, quân đội Nga vượt trội Ukraine về quân số, pháo binh và hàng không. Theo vị chỉ huy này, trong vòng 24 giờ, lực lượng Nga đã thực hiện 20 cuộc không kích và hơn 150 cuộc tấn công bằng pháo binh trong khu vực. Bình luận về diễn biến Nga tuyên bố kiểm soát hoàn toàn Avdiivka, ông Zelensky đổ lỗi cho việc cung cấp vũ khí của phương Tây đang bị sụt giảm. Hiện tại, Ukraine phải đối mặt với áp lực mới trên khắp mặt trận phía đông, cộng thêm tình trạng thiếu đạn dược và nhân lực. Tại hội nghị an ninh Munich ngày 17 tháng 2, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây hỗ trợ. Nhà lãnh đạo Ukraine cảnh báo đối với nhiều quốc gia khác, nhà lãnh đạo Nga sẽ khiến vài năm tới trở thành thảm họa. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.